Chào tất cả anh em. Tiền ít, quyết hít VL thơm. Và hôm nay thì Tùng mời các bạn đi nhặt đồ để làm sao mà ít tiền nhất có thể hít được VL thơm nhất. Câu đầu tiên thì mình vẫn khuyến cáo với các bạn là tiền ít rất khó hít VL thơm nha. Chúng ta sẽ phải nhặt tiền ít này, hít thật sâu, rút thật sâu vào cái máng đựng giam này để chúng ta hít hai thanh 2 ghi. Bây giờ thì có giá khi các bạn mua buôn chưa đến 200, hai thanh 2 ghi. Đó là cái câu chuyện các bạn mua buôn. Vì vậy đừng áp cái giá các bạn mua buôn vào cái giá. Đó là cả năm và cả đời em mua có một lần, được chưa ạ? Còn bây giờ thì chúng ta cứ tính giá rẻ nhất cho cái này. 200 đi nha các bạn nhá. 200 4 ghi giam này. Bài toán main thì mình có một cái main mà hôm trước mình đã quay video, không biết là úp hay chưa. 200.000 main B75D3H chất không? Bây giờ chúng ta sẽ xem độ chất của nó. Đấy, siêu phẩm main qua Giga B75D3H hỗ trợ 32 GB RAM Santa 3, đầy đủ tất cả các chức năng, đang chạy bình thường 200k bằng giá main chết các bạn nhá. Bao phê bao sướng. Tụt quần mà không nhìn thấy slip ở đây luôn. Đố bố con nào bán rẻ được như này. Ok. CBU này có hơn trai có 100.000 thôi. G2130 tiêu chuẩn. Tiền ít vít VL thơm. Mình nhớ năm ngoái CBU này nó rơi vào 7-800. Tiếp tục cái câu chuyện đó, chúng ta sẽ đi chọn một chiếc Vega. Vỏ thì Tùng sẽ tặng cho các bạn nhé. Vì vậy là cái cấu hình này chỉ bán ở No 2 thôi. Và vỏ thì Tùng sẽ tặng cho các bạn. Đây các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Rất nhiều vỏ cũ. Toàn bộ vỏ này là không tính tiền. Chúng ta sẽ phải đi kiếm một chiếc Vega rẻ nhất, không thể rẻ hơn. GT630 giá đang ngót nghét là 400. Mình không biết, bây giờ chúng ta thử cộng nhá. 100 tiền Cebu, 200 tiền RAM là 300, 400 tiền Vega là bao nhiêu rồi nhỉ? Là 700. Rốt toán cộng mãi không ra. 100 tiền Cebu, 200 tiền main, 400 tiền Vega là 700. Rốt toán thật đấy. 200 tiền RAM nữa là 900. Ổ cứng mình vẫn miễn phí cho các bạn. Vậy là đây. Ổ cứng chúng ta sẽ phải đi nhặt ổ cứng. Các bạn nhìn cái cây của mình này. Lúc nào cũng phải trần chuồng để khi chúng ta vào thế chúng ta không cần phải cởi quần. Ôi rồi, con này không phải con này nhá. Con này không phải. Đã cài Win 10 cho bạn ổ cứng Fly. Và vẫn câu nói tiền ít không thể ít VL thơm. Những cái gì miễn phí và những cái gì đời nó cho không các bạn không bao giờ ngọt nước cả. Ổ cứng không tính tiền. Các bạn có như muốn những cái nguồn mà chỉ có đáng giá 5 đến 10.000 mà vẫn có thể chạy bình thường không? Mình rất nhiều. Nhưng mình không bao giờ mình bán cho khách cả những cái nguồn như vậy cả. Các bạn nhìn này, 650W. Nguồn này cho không nhá. Đó, nếu các bạn dám chơi thì nguồn này mình cho không các bạn. 650W các bạn nhìn này. Thấy chưa? Ô cái chân của em, chân em bé bé thật xinh. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Còn nếu các bạn muốn chọn cái nguồn 400W hoặc 500W thì phí nó hơi chát. Đây, nguồn 400 này các bạn, đựng thành thùng luôn. Vậy là các bạn cứ xác định là chúng ta chưa tính tiền nguồn đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi test một bộ cấu hình với cái giá là 900.000. Mời các bạn test. Nhưng mình vẫn phải khuyến cáo các bạn, tiền ít không thể hít VL. Đây là chữ V và đây là chữ N thơm được. Nhưng cũng sẽ phải trải nghiệm xem là khi chúng ta rút đầu vào L thì nó thơm đến mức nào. Mời các bạn. Ok, ta xem lại cấu hình này. Như Tùng đã nói, đây là một bộ cây thấp nhất nhé. Và Tùng không khuyến cáo các bạn lên ráp những bộ cây như này. Vì thực sự là G2130 đến thời điểm này nó quá rẻ rồi. Và chúng ta thì cần nhích thêm khoảng hơn 100.000. Chúng ta chọn I3 chúng ta có thể cày được FIFA. Đầu tiên là chúng ta sẽ chơi LOL cấu hình thấp nhất nhé các bạn nhé.
FPS của chúng ta được ở trạng thái là 110. GPU đang ở 66 độ C và RAT 92%, CPU 75 và RAM thì cũng đã gần ngót nghét 4GB rồi. Vậy là những cái gì ở đây đều đã chạy móc nhá. Có rất nhiều thứ miễn phí thì thường là nó có sẽ có một lỗi nhỏ gì đó cuộc sống của các bạn. Ví dụ như ổ lát thì là test không sao cả, nhưng mà ổ lát thì cái tốc độ thường chậm hơn PC. Và bây giờ thì laptop đến thì mình không tư vấn nâng ổ cơ nữa mà toàn dùng SSD, vì vậy là những cái ổ thừa ra thường là nó sẽ chậm hơn những ổ bình thường một chút. Vốn dĩ đã chậm hơn HDD của PC, bây giờ dùng ổ lát thì nó sẽ chậm hơn một chút nữa. Còn cái con main B75D3H thì con main đấy đã nạp BIOS các bạn nhé. Có nghĩa là nó nối cái chương trình khởi động và mình đã nạp lại cái chương trình để cho nó chạy. Ồ, cũng mượt phết đấy các bạn. Với cấu hình này chúng ta thì có thể quẩy được DLL đấy nhá. Có thể biên tập video ở mức siêu nhẹ. FIFA các bạn sẽ không quẩy được đâu nhá, vì FIFA chúng ta nó ăn nhiều vào CPU. Nói chung là chống cháy cũng ok phết đấy. FIFA này các bạn ơi, vẫn quẩy được FIFA này, thực sự là điều không tưởng các bạn nhé. Vậy là với G2130, một con CPU bây giờ nếu các bạn mua buôn có vài chục nghìn, mua lẻ thì các bạn cộng với thợ một chút chút thì nó rơi tầm 8-9 chục, thì vẫn có thể đánh được FIFA các bạn nhé. Cấu hình mức thấp và hơi giật giật, chúng ta có thể chơi để chữa cháy, đỡ phải đầu gồng tay sắc óc tưởng tượng những cảnh GAV làm gì cho nó mất sức. Poppa chán quá các bạn, bóng bánh phải năm sau mới có, năm nay không có bóng bánh gì cả, vì vậy là hơi buồn. Thực sự là Tùng không nghĩ là G2130 RAM 4GB và GT630 có thể quẩy được FIFA. Nhưng không ngờ, thực sự là không ngờ nó vẫn có thể quẩy được FIFA ở mức thấp như này. FPS của chúng ta vẫn ở trạng thái là khoảng 60. Cái này sẽ có thể là do bản Win đấy nhá. Vì thời gian gần đây thì rất nhiều người dùng i3 và đến kể cả GTX 750 vẫn bảo không thể chơi được FIFA. Nhưng ở đây các bạn thấy là Tùng hoàn toàn có thể chơi được với G2130 RAM 4GB và ổ của laptop các bạn nhé. Vì vậy nó sẽ còn phụ thuộc vào đó là cái main các bạn đang dùng và bản Win của các bạn, cũng như là mạng của các bạn nữa, chứ không phải là hoàn toàn phụ thuộc vào linh kiện nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Tùng ở video này. Đây là một bộ cây không đáng để mua, đó là lời khẳng định của mình, vì giá nó quá rẻ, tỷ lệ rủi ro sẽ có.